Một cô bé khao khát cuộc sống tốt đẹp lại bị chính mẹ ruột của mình ra tay giết hại, sau đó tự kết liễu cuộc đời vì khó khăn tài chính. Sau lời bày tỏ tình cảm của Jisa, cả hai đã có một nụ hôn lãng mạn. Dong Ju sau đó còn bôi thuốc cho vết thương trên mặt cho Jisa, hai người còn lén lút hôn trộm nhau. Jisa nói rằng anh từng không biết vui buồn nhưng bây giờ muốn được hạnh phúc bên cạnh cô, anh sẽ không buông tay cô ra, nhìn vào ai mà không muốn có người yêu. Mặt khác, hai ông chú bên này ngồi ăn bắp rang tính chuyện tương lai cho đôi trẻ, vừa cười cợt vừa xô ngã nhau một cách bạo lực. Trên đường về, Jisa nắm tay cô hẹn ngày mai tan làm hai người cùng nhau đi xem phim nhưng Dong Ju nói rằng ngày mai đội tang lễ của cô phải đi công tác 2 ngày để chuẩn bị tang lễ cho một đôi vợ chồng già. Họ mất ở bệnh viện nhưng muốn được chôn cất tại quê nhà. Trong phòng trang điểm, hai ông bà liên tục cãi nhau. Dù vậy ngoài mặt luôn nói ông phiền nhưng bà rất quan tâm đến ông. Ông còn nhờ Dong Ju chuẩn bị một đĩa hồng trước di ảnh vì bà rất thích ăn hồng. Sau khi đưa tiễn đôi vợ chồng già, chiếc chuông gió trời của Dong Ju chỉ còn lại số 5. Hai ông bà đã nắm tay cùng nhau vui vẻ lên thiên đường không có gì hối tiếc. Sau khi xong việc, Dong Ju nhắn tin cho Jisa, cô không ngờ anh đến tận đây để đón mình. Anh còn lãng mạn tặng hoa cho cô khiến Dong Ju cười tít mắt. Cô còn vui miệng hỏi nếu cô muốn ăn hồng, liệu anh có leo lên cây cao mà hái cho mình thật không? Sáng hôm sau, Dong Ju vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Jisa đu lên cây hồng trước sân nhà để hái cho cô. Hóa ra khi yêu anh lại nhiệt tình đến vậy. Cả hai người bị con quỷ tình yêu nhập, suốt ngày nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm. Jisa vô tình đi mua đồ ăn lại đụng mặt He An, nhìn thấy anh mua đồ giống mình. He An nói sở thích ăn uống giống nhau. Họ lại thân thiết như vậy trong tâm lý tội phạm cho thấy rất dễ bị phản bội. Một câu nói đùa của He An mà Jisa như có tật giật mình, anh tỏ ra lo lắng còn thanh toán hóa đơn giúp He An. Tối đến, Jisa đưa Dong Ju về nhà, hai người đang cạm cụi xem điện thoại thì hai ông chú đâu ra trước mặt lù lù xuất hiện, khiến cả hai giận bắn mình la hét trong hoảng loạn. Bốn người sau đó cùng ăn tối, còn chơi bài hoa cùng nhau. Chú Jisa ấm ức khi liên tục bị thua điểm phải trả tiền mua bia, Jisa ra ngoài mua đồ, Dong Ju cũng lấy cớ theo sau. Hai người gặp liền ôm nhau vui mừng mà không biết hai ông chú đang nhìn theo sau với cặp mắt nham hiểm. Sau đó cả hai nắm tay nhau đi uống cà phê ngắm nhìn thành phố. Trên đường đi, mẹ Trung Ha vô tình bắt gặp Jisa và Dong Ju thân mật với nhau. Sau đó bà đã đem chuyện đó đến nói với Trung Ha. Cô và mẹ đã cãi nhau gay gắt sau đó. Trung Ha còn nói cô chỉ vì thương hại bà nên mới gọi một tiếng mẹ. Cô mong rằng từ nay về sau sẽ không gặp lại bà nữa. Trung Ha quay lưng bỏ đi, mẹ cô đột nhiên đau đầu chân đứng không vững. Cùng lúc đó, bạn thân của Dong Ju đến chơi. Dong Ju nói cho hai người bạn của mình nghe việc cô và Jisa đang hẹn hò khiến hai người họ kinh ngạc. Jisa lúc này đang đi phân loại rác, vô tình nhìn thấy bố Dong Ju. Anh nói đồ ăn kèm lần trước ông gửi rất ngon, không quên cảm ơn ông. Ông Bích vui vẻ hẹn anh đi uống rượu, Jisa còn lỡ miệng gọi ông là bố khiến ông Bích thích thú. Chuyện không hay sau đó xảy ra, mẹ Trung Ha đột ngột qua đời do phình động mạch não. Trùng hợp hơn, Dong Ju lại là người phụ trách hộ tang cho bà ấy. Jisa cũng bối rối khi biết tin này. Trung Ha trước di ảnh của mẹ, cô chỉ tỏ ra một vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Cô cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Trong phòng trang điểm, Dong Ju gặp lại mẹ Trung Ha, bà ấy hỏi tình hình con gái của mình thế nào. Dong Ju chỉ nói rằng cô ấy rất cô đơn. Mẹ Trung Ha nhờ Dong Ju một việc, bà muốn cô trả Jisa về cho Trung Ha, vốn dĩ từ đầu họ đã thuộc về nhau. Dong Ju nói cô không thể làm điều đó vì bản thân cô cũng có tình cảm với anh. Tối đến, hai người gặp nhau, Dong Ju khuyên Jisa nên đến viếng mẹ Trung Ha. Dù gì hai người đã có một khoảng thời gian dài quen biết với nhau, cô sẽ không trách anh vì điều đó và đó cũng là điều nên làm. Jisa sau đó cũng suy nghĩ về lời nói của Dong Ju, cuối cùng anh cũng đến tang lễ. Nhìn thấy Jisa, Trung Ha lúc này chợt bật khóc nức nở, anh đặt tay lên vai an ủi cô. Dong Ju từ xa cũng nhìn thấy, cô còn nghe thấy mọi người bàn tán về tình cảm của hai người họ. Jisa sau đó gặp Dong Ju, anh nói rằng anh rất áy náy vì đã đến đó khiến cô nghe những điều không nên nghe. Anh mong cô đừng bận tâm vì anh chỉ cần cô ở bên cạnh thôi, điều này khiến Dong Ju mỉm cười. Mặt khác, Trung Ha ở trước mộ của mẹ cô nói rằng không muốn tự làm khổ bản thân nữa. Cô sẽ buông bỏ nên mong mẹ đừng lo cho mình, cô muốn bà ra đi thanh thản. Lúc này chiếc chuông gió trời cũng chỉ còn lại số 4, nhiệm vụ mà Dong Ju cần làm cũng sắp được hoàn thành. Cùng lúc đó, He An để mất cây vít, anh xuống văn phòng Jisa để mượn. Trong lúc tìm đồ, anh nhìn thấy ảnh của em trai Jisa. Đó chính là cậu bé mà anh trai của He An đã đâm trúng, cậu bé đã từng xin anh cứu mình. Điều này làm He An vô cùng bất ngờ. Một ngày đẹp trời, bà của Jisa đến chơi để tiện chuẩn bị ngày giỗ sắp tới của em trai anh. Dong Ju đã giúp bà xách đồ. Bà còn khen cô xinh đẹp. Hôm sau, Jisa và Dong Ju đưa bà đi tập thể dục. Sau khi nói chuyện với bà về anh trai của Jisa, cô vô tình phát hiện ra đó chính là cậu bé mà cô đã gặp vào ngày đầu làm hộ tang. Sau khi nhận ra, Dong Ju vội bỏ về. Mật khẩu nhà cô cũng là một ngày khó quên với Dong Ju. Đó chính là ngày em trai Jisa mất, cũng là ngày đầu tiên cô gặp cậu bé. Cô cảm thấy rất có lỗi với anh khi bây giờ mới nhận ra. Lúc này, He An cũng đang khó xử. Anh muốn xác thực lại một lần nữa đến hỏi chú của Jisa. Thật sự cậu bé đó chính là em trai của Jisa. Điều này làm anh cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nhớ lại đêm đó, anh là người đầu tiên có mặt ở hiện trường. Khi cậu bé nhờ anh cứu, thì chiếc xe tải của anh trai anh bất ngờ mất phanh lao xuống dốc, đâm thẳng vào tường.
anh đã bỏ quên cậu bé. Tối đến, Dung Ju hẹn gặp Jipja. Cô nói mình đã nhìn thấy ảnh em trai anh. Cô cũng đã từng gặp một cậu bé trước đây. Dung Ju xin lỗi anh vì khi đó cô quá sợ hãi nên đã chạy trốn cậu bé. Jipja nghe đến đây thì nhớ lại cô từng đề cập chuyện này với anh. Anh hỏi cậu bé có đau, có sợ không, có nói gì với cô không. Sau đó Dung Ju đưa cho anh hộp nhẫn của cậu bé. Jipja đau lòng không kìm được nước mắt, nức nở trong lòng Dung Ju. Hôm sau khi đưa bà về nhà, trước khi đi, bà không quên dạy dỗ chú của Jipja, căn dặn phải chăm tốt cháu trai bà và không được làm hư nó như chú. Buổi tối tan làm ở nhà tang lễ, Dung Ju nhìn thấy một người chị đồng nghiệp lén lấy thức ăn của nhà tang đưa cho con gái mình mang về. Jipja sau đó cũng đến đón cô. Dung Ju nói rằng trước đó cô đã tìm đến nhà anh để đưa hộp nhẫn nhưng gia đình anh đã chuyển đi. Nếu người đưa chiếc nhẫn là một cảnh sát thì không biết anh có nhận nhanh được không? Jipja bất ngờ hỏi cô. Dung Ju bảo Junho nói với cô rằng nếu cô không tìm được chiếc nhẫn thì hãy hỏi một chú cảnh sát. Jipja bất ngờ vì anh không biết còn có người khác ở hiện trường. Về đến nhà, nhìn thấy vẻ buồn bã của Jipja, Dung Ju không biết làm gì, chỉ có thể an ủi anh bằng một cái ôm ấm áp, như vậy anh cũng đã vui hơn được phần nào. Hôm sau đi làm, Dung Ju vô tình nhìn thấy cô bé tối qua đã đến tìm mẹ. Cô bắt chuyện làm quen sau đó dẫn cô bé đi ăn bánh gạo. Thấy cô bé ăn ngon miệng, Dung Ju hỏi sao cô bé không ăn cùng các bạn. Cô bé trả lời mình không có tiền tiêu vặt và cũng không có thời gian vì cô bé bận tập nhảy. Ước mơ của cô bé sau này là trở thành một idol K-pop. Dung Ju sau đó cũng cho cô bé biết đến vị của trà sữa, khiến cô bé rất vui vẻ. Cô bé còn nhờ Dung Ju dùng điện thoại quay clip giới thiệu bản thân và bài nhảy của mình lại. Cô bé mong Dung Ju sẽ giữ bí mật cuộc gặp này với mẹ. Cô vui vẻ ngoéo tay với bé. Dung Ju hỏi sao em có thể nhảy giỏi thế. Cô bé trả lời vì thường hay xem fan cam của các ngôi sao. Bạn bè cô bé phải đặt điểm cao thì mới được xem. Nhưng mẹ cô bé chỉ biết đến tiền thế nhưng lúc nào cũng nói rằng không có tiền. Sau đó cô bé còn nhờ Dung Ju quay video hát nhưng đã đến giờ cô phải làm việc. Hai người quyết định tuần sau sẽ gặp nhau tiếp tục quay video. Cả hai tạm biệt nhau ra về. Mặt khác, bố mẹ Jipja đã đến. Gặp lại nhau sau khoảng thời gian xa cách khiến ai cũng bồi hồi. Nghĩ đến lời Dung Ju, Jipja hỏi bố có ai xuất hiện ở hiện trường vụ án năm đó không, một cảnh sát chẳng hạn. Nhưng bố anh nói rằng lúc đó trời tối không có ai, một người gần đó đã báo cảnh sát và hung thủ đã bị bắt tại hiện trường tai nạn, nên không có gì để điều tra thêm. Lúc này Hyun đang trong phòng hôn mê của anh trai mình, ngày trước hai anh em họ nương tựa nhau mà sống, bố thì chết trong tù, mẹ thì cũng qua đời vì tai nạn. Anh trai đã cố gắng nuôi Hyun ăn học, sau đó Hyun cũng đỗ thủ khoa học viện cảnh sát với thành tích cao. Tưởng đâu ngày tháng hạnh phúc sẽ đến, nhưng ở đâu ngày hai anh em ăn mừng lại là ngày tồi tệ ập đến. Vì uống quá chén, anh trai Hyun đã vô tình đâm phải em trai Jipja gây nên tai nạn chết người. Tối đến, Jipja trải lòng với Dung Ju, anh thấy bản thân vô cùng có lỗi với bố mẹ vì anh đã đẩy họ vào hoàn cảnh đau lòng. Hơn nữa anh còn hèn nhát chạy trốn với sự thật. Vào ngày tang lễ của em trai, Jipja đã không thể tiễn đưa cậu bé đến nơi an nghỉ. Anh đã đến nhưng không dám bước vào, càng không bên cạnh động viên bố mẹ. Dung Ju liền an ủi anh, câu nói cô thường nghe ở phòng tang là người sống thì vẫn phải sống tiếp, dù có chút tàn nhẫn trong câu nói nhưng đây cũng như lời để người ở lại bớt đau khổ. Cô còn nhờ anh tặng cho cậu bé một món quà mà cô đã chuẩn bị. Jipja sau đó như cũng chút được một chút gánh nặng, anh nói với mẹ ngày mai sẽ cùng cả nhà đến viếng thăm em trai để cậu bé vui vẻ. Mẹ anh nghe thế cũng rất an lòng. Hôm sau, nhìn thấy di ảnh cậu con trai bé nhỏ, bà đã liên tục gọi tên cậu bé và khóc rất nhiều. Nỗi đau mất mát như vẫn còn ở lại trong lòng, mọi người ai ấy nhìn thấy cũng không kìm nén được cảm xúc. Sau đó, mọi người cùng nhau tiễn bố mẹ Jipja lên đường về nhà. Đúng lúc này Hyun trong nhà bước ra nhìn thấy cả nhà. Ông chú liền giới thiệu Hyun với bố mẹ Jipja. Khi biết được sự thật về em trai Jipja, Hyun không dám đối mặt với họ liền kiếm cơ bận việc, vội vã chào hỏi mọi người rồi rời đi. Jipja lúc này cũng đưa mắt nhìn theo anh. Jipja sau đó đã gặp Hyun, tặng anh một chiếc áo ấm vì thấy anh ăn mặc phong phanh sẽ dễ bị cảm. Hyun rất cảm động vì trước giờ anh chưa nhận được sự tử tế như vậy. Jipja nói rằng anh và Dung Ju đang hẹn hò khiến Hyun bất ngờ. Anh thấy bản thân có lỗi khi không cho Hyun biết. Cùng lúc đó cấp trên gọi, trước khi đi Hyun nói anh Jipja không có lỗi. Anh rất mến Jipja nên sẽ luôn đứng về phía anh. Chuẩn bị về Jipja gặp người phụ trách vụ án năm đó, anh vội hỏi có người thứ ba nào ở hiện trường không. Anh ấy nói chỉ có người của tổng đài cảnh sát điều đến, mà hung thủ vẫn đang nằm ở phòng chăm sóc. Nếu hắn ta chết, vụ án sẽ được khép lại, chỉ mong tên say xỉn đó không chết như thế. Mặt khác, một người mẹ đơn thân đã tự sát, sau đó giết chết con gái đang ngủ say. Chủ thuê nhà đã đứng ra lo việc tang lễ và nhờ nhà hộ tang giải quyết. Ở phòng trang điểm, Dung Ju đã gặp lại cô bé có ước mơ làm ca sĩ. Nhìn khung cảnh xung quanh, cô bé chưa bao giờ thấy biết được mỹ phẩm và quần áo đẹp. Cô bé cứ nghĩ mình đang nằm mơ vì đã ngủ gật trong lúc xem video mà Dung Ju đã quay cho mình. Cô bé sợ điều tuyệt vời này là một giấc mơ. Sau đó tin tức đã lan truyền về việc làm tàn ác của người phụ nữ. Vì khó khăn về tài chính, người mẹ không nỡ để con gái lại nên đã giết con rồi tự sát. Cô bé sau khi biết được mình đã chết thì không tin được mẹ mình là thế. Cô bé cầu xin Dung Ju cho mình được sống, còn chưa nhuộm tóc, đi máy bay. Còn muốn được nếm vị trà sữa và còn nhiều thứ cô bé chưa làm được. Xin Dung Ju hãy cứu mình, dù có đói nghèo thế nào cũng chấp nhận, chỉ mong được sống. Nghe những điều đó,
Dung Du đau lòng chỉ biết ôm cô bé vào lòng an ủi. Dung Du sau đó đã đến bên xác của người mẹ, cô chạm vào xác chết nhưng không có chuyện gì xảy ra, thử rất nhiều lần nhưng không được. Thấy vậy Dung Du đến tìm gặp cha xứ để hỏi lý do. Ông nói rằng có lẽ cô ta không xứng để nhận được món quà gặp cô đưa ra tâm nguyện, vì cô ta đã phạm hai tội ác nghiêm trọng, giết người là một tội lớn, hơn nữa cô ta lại là mẹ. Dung Du không biết gặp cô có phải một may mắn hay không, vì cô không giúp gì được cho cô bé hay hồi sinh những người đã chết tội nghiệp. Em trai của Jipsa cũng vậy, đáng ra lúc đó cô không nên bỏ chạy, sẽ có thể giúp gì được cho anh ấy lúc này khiến anh ấy đau khổ trong suốt một thời gian. Dung Du tự trách liệu một người như cô có thể đem may mắn đến cho người khác không. Dung Du sau đó không thể làm gì hơn, cô post video cô bé đã nhảy lên mạng như nguyện vọng của em. Clip được lan truyền rất nhanh và thu hút sự chú ý của mọi người. Lý do cô bé muốn nổi tiếng và trở thành ca sĩ vì muốn được sống mãi trong lòng mọi người, có thể kiếm nhiều tiền cho mẹ, cùng mẹ sống vui vẻ đến 100 tuổi. Lời nói này như cảm hóa trái tim của mọi người. Dung Du nói rằng cô bé sẽ sống mãi trong tim mình. Cuộc đời của một thiên thần nhỏ chưa nở rộ mà đã vội tàn và chững lại. Cô bé vừa lo sợ vừa nuối tiếc mọi thứ giang dở chậm rãi bước đi qua thế giới bên kia. Chung gió trời giờ đây cũng xoay chuyển chỉ còn số 3. Mặt khác, Hyun lúc này đang ở phòng hồi sức cấp cứu. Y tá báo rằng 10 phút nữa anh sẽ được vào thăm bệnh nhân. Vừa quay người Hyun nhìn thấy Jipsa đã ở đó từ bao giờ. Hai người họ sẽ đối diện với nhau thế nào? Jipsa sẽ ra sao khi biết được anh trai Hyun là người gây ra cái chết cho em trai mình? Cùng chờ đón tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và theo dõi tụi mình nha.